Em mời anh uống nước ạ. Phúc, Phúc, vợ mày này, mày nhìn gì vào đâu đấy? À không, ý tao là sao vợ mày lại đeo cái gì kín mít thế ở kia? Kiều Anh, em bỏ cái đấy ra đi, như thế khó chịu lắm. À, thôi anh cứ kệ em, như này quen rồi ạ. Đấy, mày nghe gì chưa? Vợ tao bảo quen rồi, không sao đâu. Tao cũng chịu mày luôn đấy, đấy là vợ mày đấy, mày phải tôn trọng cô ấy chứ. Chứ mày cứ bắt cô ấy đeo như thế thì làm sao ra ngoài dám nhìn mọi người nữa. Thì tao vẫn ủng hộ mà, miễn là không phải đàn ông là được. Hai anh đừng tranh cãi nữa, chuyện gì cũng có nguyên do của nó thôi. Em như này quen rồi, em chịu được ạ. Thôi hai anh nói chuyện đi, em xin phép ạ. Uống nước đi. Này, Phúc, mày vẫn còn giữ cái thói ghen tuông như ngày xưa đấy à? Đúng là chưa lấy vợ, chưa trải sự đời. Này tao bảo, sau này mà mày có lấy vợ ấy, thì lấy cô nào xấu xấu một tí cũng được, để mà cô giữ. Chứ vợ xinh đẹp làm cái gì, hở ra một cái là mất. Này, mà mày muốn sau này vợ mày nghe lời mày ấy, thì mày phải cứng lên, cứng như tao đây này. Mày ơi, tao nói thật nhá, tao là bạn mày mà tao cũng chẳng thể hiểu mày luôn đấy. Bởi bọn tao lấy nhau về là phải tôn trọng nhau, là để cùng nhau phát triển, đâu phải như mày. Mà thôi, nói chuyện mày chán lắm, tao đi về đây. Này, sao lại về? Mọi hôm là qua ở lại cơ mà. Ôi mày ơi, tao xin mày đấy, tao tưởng là mày lấy vợ vào thì mày thay đổi rồi, mà không, tao nhầm, mày vẫn như vậy Phúc ạ, chán lắm. Này, thế không ở lại thật à? Này, Kiều Anh, em làm cái gì đây? Em biết như thế nguy hiểm lắm không hả? Anh nói bé bé thôi, không bạn anh như thế bây giờ. Này, nhưng mà em nói cho anh biết nhá, là thằng Phúc ấy, nó đối xử với em tệ lắm đúng không? Chứ làm sao mà em suốt ngày đeo cái này em vẫn chịu được à? Chuyện nói ra thì dài lắm, nhưng mà quan trọng là em không còn yêu anh ta nữa. Em yêu anh Huy, anh có thể giúp em ly hôn hắn ta được không? Em hứa là sẽ trao hết tất cả cho anh. Này, em biết em nói gì không à? Đúng là thằng Phúc nó có đối xử sai với em, nhưng mà em làm vợ, em phải giữ đạo làm vợ đi chứ. Đạo làm vợ hả? Cái đấy có ăn được không? Chưa chắc đã ăn được, nhưng mà em thì ăn được đấy. Đây. Kiều Anh, em ra ngoài này làm gì đấy? Em ra chào anh Huy, tại anh ấy về hơi sớm. Sao đấy? Tiếc à? Thôi, tao xin phép, tao về nhá. Đi về đây. Ngồi xuống. Tôi hỏi cô, Tại sao cô lại bỏ cái túi giấy này ra hả? Anh tin vừa thôi chứ, anh đừng có áp đặt cuộc sống lên vợ anh như thế. Vợ? Có người vợ nào năng loàn như cô không hả? Cô quên chuyện cũ rồi à? Tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô đừng có quên cái ngày mà cô quỳ trước mặt tôi khóc lóc xin lỗi tôi, bảo tôi là đừng đưa cô về nơi sản xuất. Cô quên rồi à? Hả? Con chó này, ai cho mày đi ra nghỉ vợ của tao hả? Mày biết à, nó nói chơi chồng nên tao mới chơi thôi, không ngu gì mà tao lao vào. Con điếm mày... Con đàn bà lăng loàn này, tao sẽ trả mày về nơi sản xuất, để xem lúc đấy mà con mặt mũi nào nhìn bố mẹ mày nữa không. Anh ơi, em xin anh đừng làm như thế ạ. À, không làm như thế á? Mày cắm sừng lên đầu của tao xong bây giờ mày bảo tao không làm như thế, tao làm như nào hả? Anh ơi, em xin anh, em chốt dại có một lần, anh bỏ qua cho em đấy ạ. Dù gì thì chúng mình cũng là vợ chồng bao nhiêu năm nay, anh muốn gì em cũng chấp nhận, miễn là anh đừng nói chuyện này cho bố mẹ em biết là được ạ. Em thề là từ nay về sau em sẽ tránh hết tất cả các mối quan hệ với bạn khác giới ạ. Anh tin em. Mày, cái loại mày. Ông này nè, đồ của người ta tôi mua lại. Đội vào, mày đội vào. Anh làm gì đấy? Tao nói cho mày biết, từ giờ trở đi nhá, thế là đàn ông thì mày phải đội cái túi này vào, mày nghe rõ chưa? Rõ chưa? Đi về. Anh.
anh. Em xin lỗi làm anh bực, chỉ tại là em không kiềm chế được thôi. Chứ em vẫn biết là em sai mà. Em xin lỗi. Tao có chuyện muốn nói với mày. Phúc này. Dạ. Cho tao xin lỗi về chuyện ngày hôm qua nhá. Tức là do tao nhạy cảm quá cho nên... Mày không phải nghĩ ngợi nhá. Tao ấy, tao không chấp cái thằng chưa lấy vợ. Tại vì hả? Như tao bảo, tóm lại là gì? Là mày phải lấy vợ xấu xấu một tí cũng được. Nhưng mà nó chung thủy với mình. Chứ vợ sinh mà làm gì? Hả? Lăng loạn. Mày hiểu không? Hả? Thôi, anh uống say lắm rồi. Uống thêm một chén nữa rồi đi nghỉ nhá. Để em rót cho. Uống đi. Mày hiểu chưa? Rồi, tao hiểu rồi. Nói ít thôi. Lăng loạn. Không cần phải gọi đâu. Bây giờ có đại bác bắn bên cạnh, may ra thì bạn anh mới tỉnh được. Không thì cũng kịp để cho chúng mình làm một hiệp. Này, 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 này. Em làm gì bạn anh rồi? Em có làm gì đâu. Chỉ ru ngủ anh ta một chút thôi mà. Và nhân cái tiện này, em cũng muốn mang vẻ đẹp của mình ra để cho anh thưởng thức. Này, này, em làm gì đây? Sao? Anh chê à? Lần đầu tiên em thấy một con mèo chê mỡ đấy. Bạn anh ghen tuông như này ấy, em cũng mệt mỏi lắm rồi. Nếu không phải là anh ta giàu, anh ta nuôi em ấy, thì em cũng không cố đấm ăn xôi để ở lại với anh ta đâu. Nhưng mà thôi, mình tìm vui ở của lạ cũng được mà. Này em ơi, em làm như thế mà em không thấy có lỗi với chồng em à? Em thấy có lỗi thì em đã không làm như thế rồi. Anh là bạn của anh Phúc thì anh phải san sẻ gánh nặng với anh Phúc, chiều chuộng em đi, rồi em sẽ lấy tiền của anh ta để bù đắp cho anh, được không? Ừ, không 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 làm thế được. Cô điện mất thế cơ à? Tôi hỏi cô là cô tiêu thốn đến mức thế cơ à? Ok, năm lần. Cô ơi, mày bình tĩnh đã. Đây là vợ mày đấy, mày phải tôn trọng cô ấy chứ. Mày có biết đấy, vợ là gì không? Là vũ phu đấy. Mày thôi ngay. Tao nói cho mày biết, 5 lần 7 lượt tao cho nó cơ hội để nó sửa sai, nhưng mà nó không sửa. Nếu như mà không có mày thì làm sao mà tao biết được sau lưng tao nó có còn Ali mây mây như thằng khác trong đó có cả mày. Cũng là chồng như anh đâu. Ghen tuông ra trượng độc đoán áp đặt lên vợ. Anh nghĩ xem, nếu mà anh không giàu ấy thì con này có thể sớ rỡ không? Mày kìa Phúc, mày bình tĩnh ngay là đòi đó. Anh Huy, anh phải bảo vệ em đấy. Mà còn cả cô nữa. Cái tính này ấy, nó ăn sâu vào trong máu của cô rồi. Cô biết là chồng cô có cái tính ghen tuông, nhưng mà cô suốt ngày đi cặp bồ cặp bịch, thậm chí lại còn gạ của bạn của chồng nữa cả. Mà giờ thì tôi đã hiểu ấy, Tại sao cô bị đội ghen lên đầu rồi. Anh, mày đội lên đầu đi. Này, này, tao nghĩ cả hai đứa chúng mày ấy, nên đội ghen đi ra ngoài đi. Bởi vì chúng mày không một đứa nào có tư cách làm người, làm bạn với người khác cả. Nếu mà cảm thấy không hợp ấy thì ly hôn đi. Bởi cái tính ở trong máu ấy không thể thay đổi được đâu. Chào. Ly hôn đi. Đây đây, chỗ này. Đúng rồi. Tôi. Anh về rồi này. Ui, tôi chết rồi anh ơi. Thằng chồng em nó về. Anh trốn đi, không có giết anh chết mất. Trốn à? Trốn, nhưng mà trốn ở đâu? Ở dưới đây này. Mở cửa cho anh đi em ơi. Ở dưới này làm sao mà trốn được? Chứ bây giờ anh muốn trốn hay muốn bị giết chết nào? Nhanh đi. Em làm gì lâu thế, có tin vui này vợ ơi. Em,
mãi không mở cửa thôi. Ui, mà anh làm gì mà om sòm thế? Đêm khuya rồi phải để cho hàng xóm ngủ chứ. Ui dồi, không có ngủ ngáy gì tầm này hết. Bây giờ nhá, anh nói cho em tin này nhá, em tức cả đêm luôn. Cái gì đấy? Bọn mình sắp đổi đời rồi. Mình không phải sống trong căn nhà thuê này nữa. Mà anh không phải làm công nhân nữa em ạ. Đời, anh nói đổi đời là sao? Anh trúng số rồi. Anh nói thật á? Thật, anh trúng 5 tờ, mỗi tờ 2 tỷ em ạ. Anh chắc chứ? Chắc, anh vừa mới do xong mà. Nhà, mua xe rồi, mua xem quần áo, mua xem bảng hiệu, tất cả những thứ gì em thích. Em sẽ không phải đi làm nữa. Anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thế mấy tờ vé số đâu? À, đây, 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 đây. Đây, vé số đổi đời của mình đây. Vui quá. Hay là anh để em cất mấy tờ vé số đấy cho nhá. Thôi, anh giữ cẩn thận để anh giữ cho. Thế thì hay là mình đi nhận thưởng vô đi. Hâm à? Đang tối rồi ai mở cửa cho mình. Bây giờ nhá, mình cứ đi ngủ đi, rồi sáng ngày mai mình sẽ đi nhận thưởng xong. Nhưng mà anh hứa là nhận thưởng xong anh phải để cho em giữ hết tiền đấy nhá. Rồi, em muốn gì anh cũng chiều tắt được chưa? Em vui quá, đếm thưởng cho anh. Thưởng? Thưởng cái gì? Em biết được cái gì nhá. Ôi, đâu không biết nữa. Này, anh mà không tìm được mấy tờ vé số thì đừng mà trách tôi. Anh để đâu mà mất được? Rõ ràng hôm qua anh để trong cái túi quần này, mà đây vẫn quần đang mặc đây. Không hiểu sao sao anh không tìm thấy đâu cả. Tìm kỹ lại đi xem nào. Anh đừng mà giấu tôi nhá. Cái phòng thì bé như cái lỗ mũi như thế này, làm sao mà tìm mãi không thấy được. 10 tỷ chứ ít ỏi gì. Anh mà tìm không ra thì không yên rồi đâu. À, hay là anh sợ tôi lấy hết tiền của anh nên anh mang tiền ra cho con khác rồi đúng không? Em bình tĩnh đã. Anh cũng tìm hết rồi có thấy đâu. Mà cả đêm hôm qua anh ngủ với em thì làm sao mà anh cho con khác hay như nào được. Em làm sao? Tôi làm sao mà biết được anh nói thật hay anh lừa tôi. Đứng trước tiền thằng nào cũng mê. Trong hôm nay mà anh không tìm được 5 tờ vé số về đây ấy thì anh phải đi kiếm 10 tỷ khác về đây cho tôi. Ôi thời của mình tới rồi. Mình sắp có 10 tỷ trong tay rồi. Mình phải dò lại mới được. Sao mấy tờ vé số giống nhau thế này? Mẹ nó chứ. Vợ chồng nhỏ chơi mình à? Trời. Anh, em tới rồi đây. Mình đi nhận thưởng rồi lấy tiền mua xe thôi. Nhanh đi, đứng đây làm gì nữa? Đi đâu? Đi nhận tiền chứ có đi đâu. Tiền gì? Anh bị ngu à? Nhận tiền từ vé số chứ còn tiền gì nữa? Vé số cái gì mà vé số? Xem đi, 5 tờ giống nhau y như đúc đây này. Làm sao mà như thế được? Thằng chồng em đã bảo là trúng mà, mỗi tờ 2 tỷ đấy. Này, thằng chồng cô nói cái gì là cô tin cái đấy à? À, hay là có phải là cô chơi thôi đúng không? Cô giấu mấy cái tờ vé số này ở đâu? Đưa đây xem nào. Anh có bị cái gì không đấy? Lúc mà em lấy từ trong túi quần chồng em là em đưa thẳng cho anh là người cầm cơ mà, có phải em đâu. Này, hay là anh đánh cháo mấy tờ vé số rồi định nhận thưởng của mình đấy? Này, đừng có mà nói linh tinh. Đưa mấy tờ vé số đây. Anh bận á. Đồng lộn. Chúc mừng. Cái đôi tình nhân này, hai người chuẩn bị đi nhận tiền đấy à? Anh nói cái gì đấy? Em không hiểu. Trời. Kìa, sao bây giờ mà em vẫn còn diễn được cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội như thế à? Thì cô nghĩ tôi không biết. Chuyện cô lấy cắp tờ vé số của tôi để đưa cho tình nhân của cô à? Này. Mấy tờ vé số tôi không biết đâu nhá. Thôi, bớt diễn đi. Tôi biết hết rồi. Chuyện cô cặp kè với nó, tôi đã biết từ lâu rồi.
Chỉ là tôi muốn để xem cô sẽ diễn tiếp như thế nào thôi. Chuyện cô chọn nó, tôi không có gì thắc mắc cả. Bởi vì nó là một thằng chủ thầu, đẹp trai, lại giàu có thể đem lại phúc cho cô. Đâu có như tôi, một thằng công nhân nghèo, ăn mặc thì rách dưới, người thì hôi hám, đúng không? Mấy tờ vé số thật anh để đâu rồi? Anh định dùng để nhận thưởng một mình đấy à? À, hóa ra anh vạch mặt tôi là để kiếm cớ bỏ tôi để quen con khác đúng không? Anh được lắm. Nhưng mà tôi nói cho anh biết nhé, tôi vẫn đang là vợ hợp pháp của anh đấy. Tất cả tài sản đều sẽ phải chia đôi. Này, cô nói thế mà không biết ngượng mồm à? Thật ra ấy, chẳng có tờ vé số nào ở đây hết cả. Tất cả chỉ là tôi dựng lên để biết được bộ mặt thật của cô thôi. Anh lừa tôi. Nếu cô trúng thật ấy, thì tôi cũng không có ngu mà giấu nó trong túi quần để cô đem nó cho thằng tình nhân của cô đâu. Chuyện cũng sáng tỏ hết rồi. Đường cô chọn, cô cứ đi. Tôi sẽ chúc phúc cho cô. Còn anh, chuyện cặp kè này tôi đã nói cho vợ anh biết rồi. Chuẩn bị mà xử lý đi. Chào. Mày chứ. Thôi, có gì đâu mà anh phải lo lắng. Anh ta làm như thế là tốt cho chúng mình chứ sao. Bây giờ em đã là gái không chồng, anh cũng về bỏ vợ anh đi, rồi chúng mình đến với nhau. Cô bị điên à? Bỏ cái gì mà bỏ? Bỏ mày là tỏ. Tôi nói cho cô biết nhá, cô chỉ là vợ của một thằng công nhân nghèo hèn thôi. Cô nghĩ sao mà tôi bỏ vợ để lấy cô hả? À, đừng tưởng nhá, muốn có cánh mà bay lên trời được, cô hiểu chưa? Anh dám nói như thế với tôi à? Cô được rồi, coi như cái tát này hòa. Giờ chúng ta không ai nợ nhau nữa nhá. Nhìn đây, cầm lấy rồi cút đi. Anh bỏ ra. Này, đừng để tôi mang tiếng ra đánh phụ nữ nhá. Mày cầm lấy tiền của mày rồi cút đi, thằng hèn. Khốn nạn.